Bây giờ làm tiếp một bài về đối tượng, về bài cán bộ. Có các thông tin cơ bản là mã cán bộ, tên cán bộ, ngày sinh, địa chỉ. Đây là một số thông tin minh họa thôi. Còn thực tế thì nó có rất là nhiều cái thông tin khác nữa. Tạo dịch mới. Đây là quản lý cán bộ này. Em nào viết xong phần kia thì làm luôn cái sắp xếp ra họ tên cán bộ nhé. Đừng chọn nhầm đấy. Em làm xong được suốt rồi đi. Nên thay đổi thế làm cái sắp xếp danh sách cán bộ đi. À viết ra thư đình chính. Thư đình chính. Rồi. Tạo cửa nam này. Tên lớp thì đặt theo kiểu Pascha này. Cán bộ. Từ gõ chúng ta sẽ có các thuộc tính là private trước này. Private này. Tên là mã cán bộ này. Kiểu ngày sinh của cán bộ phải đến tham ngày sinh. Viết xong hết sau đó chúng ta xin cái thuộc tính public cho nó. Giờ em cắt tiền can trường giờ em tên cán bộ này. Địa chỉ này, ngày sinh này. Đó. Thu nhỏ con, chúng ta làm một cái tiêu chuẩn thật đẹp. Tiêu chuẩn đây là các cục chính này của đô ở đi. Tiêu chuẩn thì có em tiêu chuẩn. Cái phương thức khởi tạo thế nào phải là public này, cán bộ này, cái này các em rỗng không làm gì, con này các em phải là private này, cái thông tin do là mã cán bộ này, còn rỗng này, tên cán bộ này, địa chỉ này, khởi tạo bằng rỗng này, ngày sinh này, tên thang, chấm nào này, em kia, ngày sinh cán bộ các em phải mặc định là tầm khoảng 18 năm, 18 tuổi các em cộng với yên trừ đi 18 này, đấy thì nó tự động lùi về 18 năm trước. Rồi mặc định ngày sinh này. Bằng cái thời đại trừ đi 18 năm, để thấp nhất là 18 năm không thể là cán bộ từ bây giờ được, không bằng không được. Sau đó là public này, cán bộ này, sau này không có thông tin mã cán bộ này, cái tab này. Tên tên bộ này, tên là địa chỉ này, ngày sinh là data này, và trong này gắn thêm thông tin một, dùng zip cho nó rõ ràng, mã cán bộ này và mã cán bộ này, xin chấm tên cán bộ này. Tạm tên cán bộ này, tích chấm địa chỉ này, tạm địa chỉ này, tích chấm ngày sinh này. Đấy, khởi tạo xong này, làm phương thức đơn giản thôi, nhập này, phải là public không trả về kết quả thì là public con nhập. Đấy, sau này mình ghi ra nhập này.
Và các em nhớ rằng cái ngày sinh thông thường người Việt Nam sẽ dùng theo kiểu định dạng là ngày tháng năm, đúng không? Chứ không thể mà ngày sinh chúng ta phải là một cái chuỗi ngày sinh này. Sinh này, ngày sinh này bằng con số nhen như nào không bằng ấy. Theo kiểu Việt Nam thông thường sẽ là ngày tháng năm này, chúng ta nuôi vào một cái chuỗi này, và sau đó chuyển đổi kiểu cho ngày sinh bằng cách dùng date time này chấm tag đấy. Mà thử để không còn lỗi, chúng ta dùng pad in time pad này. Ở đây chính xác là dùng là time pad in time này. Cái này thử một số người chưa dùng nhá, sinh ngày sinh này, chỗ này format ngày tháng năm là dd này, trường này, mm lớn này, 4 đi này, 1, 2, 3, 4 này. Đấy. Cái format là chúng ta dùng system này, chấm global này, chấm date time format info này, chấm giấy invention này. Đấy. Thế còn cái date time style này, cái này để tránh dài thì chúng ta sẽ khai báo in sinh cái system chấm global này. Cái ngày sinh này dùng khá hay, các em chú ý cái này, in sinh system chấm global đấy, để dùng cái kiểu fan insa và dùng khai báo system chấm global này đấy. Và chỗ dưới này dùng hàm chai fan này, nhưng chai fan phải trong trường mà phải là chai fan insa, tức là chính xác là cái gì, định dạng ngày sinh là DDMMI này, system chấm global tham số invention này, và chỗ này là date time style này đấy, chấm non đấy. Và cuối cùng là cái định dạng nữa ra đó là ngày sinh. Đấy. Đã cái nào dùng hàng này chưa? Về sau mình bắt cho rửa giao diện, người ta bắt buộc phải dùng theo kiểu được hàng này tháng năm. Thì lúc em muốn convert ngược lại từ cái chuỗi này thì phải dùng cái hàm path isa, chai path isa này. Còn nếu kiểu là date time chấm path thông thường ấy, nó sẽ theo cái định dạng của máy. Nếu như máy như ta để kiểu tháng năm ngày này, mình dùng cái này check ngay. Đấy. Nhập xong này, nhập xong chúng ta xuất cho nó. Đây nè, voi chuyển thị này, chuyển thị nó thấy rất ta nè, mã cán bộ này. Tên cán bộ này. Tên gì này? Ngày sinh này. Đấy. Đợi cho phàm hiển thị chúng ta xong rồi. Đây em nào chưa biết hàng này em dùng một chút, em biết hàng này. Viết xong cái lớp cán bộ này, chúng ta quay về chương trình chính ở cái lớp main này. Đó. Tiếp một hàng này. Khai báo một hàng cán bộ, trước hết là viết ra chương trình quản lý cán bộ cho nó khác. Khai báo một cái là in điện số cán bộ này. Số cán bộ. Rồi. Khởi tạo mảng cán bộ diễn ra đấy, cán bộ này mảng mặc vô này, ở dài cv đi, new số phần tử n, sau đó là nhập thông tin
cho từng cán bộ. Lúc này chúng ta dùng vòng nạp form, chỗ này nhỏ hơn n. Nhập vào cán bộ thứ đến phân số cho nó y cộng 1. Ở đây mỗi một phần tử của nó, một cái mảng này là cán bộ này. Chính vì vậy mà trước khi muốn thao tác được phải khởi tạo đối tượng cho nó, đó là phải là ơ tay cán bộ này, ở dưới y là new cán bộ, ở new cán bộ đấy. Và sau đó bạn làm nhập xuất của nó, chấm nhập này, ơ tay cán bộ thì nhập ra. Phần này nhập xong rồi chúng ta xuất ra lên xuất cán bộ. Chỗ này chúng ta dùng for x cho khác một chút này. Tổ hợp đấy là array cán bộ này. Mỗi phần tử của cái mảng này là cán bộ, vì thế chúng ta sẽ chỉnh khóa pha bằng cán bộ này. Chỗ này các em ghi sang là cb, hiển thị chỉ cần gọi hàm xuất thôi, cb chấm hiển thị này. Đấy. Và sẽ thử to nhé. Tôi cần gọi là 3 đi. Lần test này. Lên 1, 2, 0, 1, 3. Lên 0. Tôi là địa chỉ này. Ngày sinh này 23 tháng 12 đấy. Và các em thấy ngày sinh hiển thị ra nó sẽ là mùng 1 tháng 1 này. Là mình biết này. Đi sang. Cái này có một số phần nó không đúng vì định dạng của mình để hai số nên nhập đúng hai số mới chặn. Bây giờ này và hiển thị hơi xấu, chính vì thế mà cái chỗ với kiểu data ấy, hiển thị muốn đẹp thì chúng ta phải dùng hàm tu sinh cho nó. Đây, ngày sinh này, tu sinh này, truyền vào trong ngày tháng năm sinh là dd này, mm này, 1, 2, 3, 4. Nó như này không đẹp. Mình là một cán bộ nhé. Đây có một đây là chỉ là Hà Nội này. Ngày sinh là 29 này, tháng 12 này, 1988. Đấy là nhập thế nào hiển thị cũng như thế. Còn nếu không dùng cái tu trinh nó sẽ đang không có cái ngày tháng, có cái đuôi đuôi giờ phút giây là 6. Chúng ta phải dùng cái phương thức tu trinh cho nó. Đây này, tên kiểu tu trinh thì nó sẽ ra cái định dạng đẹp cho mình. Nhập xuất xong này, phần quan trọng cái bài này đó chính là phần sắp xếp họ tên, cả họ cả tên theo phần alpha beta. Đây, xếp họ tên theo alpha beta. Đấy, chỗ này để đạt các em cho một division đi. Division chỗ này có n division. Đầu tiên sắp xếp theo kiểu truyền thống là chúng ta chỉ sắp xếp với cả họ cả tên, tức là lấy cả họ tên con được một tên ý. Thứ nhất là chúng ta phải làm kiểu này đúng không, không một cái y bằng không này, y nhỏ hơn n trừ đi 1 đúng không, y cộng cộng này. Sau đó phòng nạp tiếp theo là một cái y này chạy từ sau phần tử trước là bằng y cộng 1 này, y nhỏ hơn n đó không cần được xuống y cộng cộng này. Và chúng ta so sánh này, so sánh chuỗi không phải dùng lớn hơn nhỏ hơn bình thường mà phải dùng cái hàm compareTo. Phần thử thứ nhất đó là array cán bộ dưới y này chấm compareTo này. Đấy, cái này phải là chấm tên cán bộ đúng không, nó là tên được, xong chấm compareTo nó là chuỗi. Đấy, bên trong truyền vào một cái là
từ thứ hai là cán bộ này, chi này, chấm tên cán bộ này. Đấy. Và thứ tự hàm compare hoạt động như sau. Nếu có A, B, A, B với nhau mà chúng ta so sánh A này, A này mà chấm com chính xác này, phải là chuỗi A nhé, chuỗi này chấm com B2 tới chuỗi B như này. Vì thằng A này nó mang thứ tự bằng 96, B 97, đúng không? Cho nên là so sánh như này thằng A sẽ nhỏ hơn, nhỏ hơn, kết quả trả về của nó sẽ là nhỏ hơn không. Đấy, tức là nếu chuỗi A so sánh chuỗi B kết quả sẽ nhỏ hơn không. Đấy, cái hiểu nữa là lấy cái thằng trước thằng sau, 96, 97 bằng âm 1 đúng không? Còn nếu như mà so sánh hai thằng với nhau A với A thì kết quả sẽ trả về là bằng 0, tức là nhau này. Còn nếu chúng ta so sánh C với A chẳng hạn thì thằng C này nó cách A là hai đơn vị, thì như vậy nó sẽ đứng trước thằng A, kết quả trả về của nó sẽ lớn hơn 0 này. Cái này là chuỗi nhá, các em được hiểu nhầm chỉ một cái từ thôi. Đây ví dụ là một cái từ này, A B hay C A A này, đây này A A A này. Đấy. Với cái hàm này tổng quát với tên thì chúng ta so sánh này, nếu như thằng Y này đứng trước ấy mà nó lớn hơn thằng sau, mình giống mình nhỏ hơn mà, nó lớn hơn thằng sau đúng không? Đây, lớn không, lớn sau lớn hơn không này, thì chúng ta tiến hành đổi chỗ, khai báo một cái biến trung gian này, đổi chỗ nhưng không phải là đổi chỗ mỗi tên không, mà chúng ta phải đổi chỗ cả cán bộ đúng không? Thì lúc này chúng ta khai báo kiểu gì hợp lý các em? Phải là cả bóng đối tượng không? Đối tượng thì là của cán bộ đấy, không phải kiện chuỗi, phải là cán bộ này, là trung gian này bằng ơ tay, cán bộ thì chữ y, đổi chỗ cả cán bộ nhé, đây này, không phải chấm tên nữa, đổi chỗ cả ơ y ấy. Cán bộ thì chữ y này được cán bằng ơ tay cán bộ chữ d đúng không? Cuối cùng d này được cán bằng trung gian. Bình thường các đối tượng đều phải khởi tạo, nhưng chỗ này các em thấy cái trung gian phải khởi tạo không? Không phải từ khóa new đúng không? Bởi vì là cái này nó lấy theo cái cán bộ y mình đã khởi tạo từ lúc nhập rồi. Đây này, lúc nhập chúng ta khởi tạo từ cái một, cái kia thì là chọn đến cùng không? Rồi. Thế xong là chúng ta dùng cái hàm hiển thị danh sách đã. Các em xem xét cán bộ này sau khi sắp xếp. Xuống một số dòng nữa. Đã. Đây là 4 cán bộ xem B. 1 này. 1 là B này. A này. 1 là CB 02 này. Tên cán bộ sẽ là ABC này. Để gì? Cái này mình dùng chai bắt ít chăn, em không phải no, tức là chẳng hạn cái bên phòng bàn này, bên cán bộ này là S này, cái A này, cái bên cán bộ này, độ này. Sau khi sắp xếp chúng ta sẽ thấy là A, B, C đầu tiên này so tới B này, đây này, xong địa chỉ, tên cán bộ là Đinh này, để đúng theo thứ tự rồi. Nhưng mà cái này nó chỉ được có mình coi cả cái họ tên của họ là một cái tên, còn chính xác như cái họ tên của mình không phải sai tên như này, mà cần phải tách ra họ tên này, họ riêng, tên riêng. Đấy, vì vậy mà chúng ta còn phải xử lý như sau. Chỗ đây không đơn giản như được, mà viết một cái hàm. Đấy. Các em còn nhớ cái viết chuẩn hóa không? Đầu tiên chúng ta phải viết lại cái hàm chuẩn hóa chuỗi nhé. Chuỗi này. Bắt lên này. Sinh chuẩn hóa chuỗi này. Đầu vào là sinh sinh input này. Chuẩn hóa chuỗi đầu tiên là chúng ta phải một cái sinh sinh đi sang đây bằng cái đầu vào này chấm sinh cắt hai khoảng trắng đi, hai đầu đi, đây cắt khoảng trắng hai đầu này. Để nguyên tắc chuỗi chuẩn hóa là tất cả các khoảng trắng
có idle cắt bỏ này, và mỗi từ cách nhau đúng một khoảng trắng thôi, được cách thôi. Đấy, và chỗ này chúng ta xóa bỏ khoảng trắng ở giữa này, bỏ khoảng trắng ở giữa này bằng cách dùng cái vòng nạp y. Đấy, trong khi cái trên đi thăm này chấm con tên, tức là nó còn chứa là hai dấu cách 1, 2 thì chúng ta sẽ gắn lại cho nó bằng san này, dùng chiêu thay thế, dùng đi vào nét này 1, 2 dấu cách bằng 1 dấu cách. Đấy, tự nhiên là cứ chứa hai khoảng cách này nhau sẽ bị xóa hết, có 10 thì gắn 9 lần là hết đúng không, 100 thì 99 lần là hết thật thôi. Sau lần này chúng ta được cái chuỗi là nó chỉ còn khoảng trắng thôi. Và đi tuần này, đi tuần xin đi sang. Đấy, nhưng còn đầu cơ vấn đề là thạm như của người ta yêu cầu là ở viết hoa chữ cái đầu tiên thì nó còn dưới các em phải tách chuỗi nữa. À, viết hoa chữ cái đầu này. Đó, thì cái này chúng ta sẽ dùng cái hàm exit để tách ra. Nó phải bấm một cái mảng này của mảng chuỗi ký tự là ơ tai AT này bằng cái trên đi san kia này chấm F phần nít tách theo dấu cách. Đấy, lúc này chúng ta sẽ có từng từ vào một cái mảng ơ tai rồi. Thế tiếp theo là lại phải khai báo lại cái chuỗi đi san này để lưu cái kết quả mà tiếp hoa cái đầu của mỗi từ được vòng nạp này, dùng kho ít thì còn dễ nhìn. Chỗ này là kiểu mình vừa lấy trong tập hợp là array HT. Mỗi phần tử của cái mảng này là một kiểu chuỗi, cho nên các em sẽ phải thử qua 3 bằng sinh này. Chỗ này các em nhìn lại họ tên nó phải là nên này, đây là cái item này. Nên này. Trong này mỗi một phần tử của nó là một từ rồi, đi săn này, và chúng ta tách lấy cái phần đầu tiên nó viết hoa này thì sẽ có sinh viên fan này được gắn cộng bằng với cái name này. Lấy cái tự đầu tiên dùng kiểu gì các em? Các em lấy cái tự đầu tiên thì dùng là ngọc vuông không này, cái tự đầu tiên này chấm to upper này, cha to upper này. Được, đấy, trả được cái tự có thể dùng cái này, trả cái tự này. Còn là các em dùng thế này, dùng theo kiểu chuỗi thì ta sẽ dùng kiểu sắp trình này, ở trình thế này. Lấy từ không và đến một cái tự đầu tiên là 0.1 này, sau đó này chấm to upper để viết hoa cái tự đầu tiên lên, thấy chưa? Đây là ta có cái tự đầu tiên rồi. Tiếp theo còn cái đuôi của nó, đuôi của nó ta sẽ dùng cái name này chấm sắp trình này. Đó này chỉ cần truyền từ 1 thôi, không cần tới, không cần bao nhiêu ký tự nữa. Để mặc định sẽ đến cuối sau. Đó, xuống dòng này. Đây, cái này lấy từ đầu tiên nhá. Ví dụ có một từ này, từ Nguyễn này, như này. Đấy, đầu tiên lấy chữ N ra, chúng ta dùng là tên này, chấm sắp sinh 0.1, bắt đầu từ 0 đến 1 ký tự của chữ N này. Tiếp theo viết hoa chữ N bằng cách dùng hàm to upper. Còn cái phần từ chữ ng này, ở nguyên rồi đấy, thì chúng ta sẽ lấy sắp sinh từ 1 từ cuối sau này. Cuối cùng là chúng ta cộng dấu cách. Đó, để đảm bảo làm cái sâu đầu vào tất cả là nó viết hoa chữ cái đầu tiên, còn cái từ sau không bị viết hoa ấy, thì chúng ta phải có một cái thao tác là đổi hết về chữ cái thường trước. Đây, các em phải xem rõ trên này, các hàng phải dùng liên tiếp nhau. To number này đổi hết về chữ thường, có ai dùng 3 tầng liên tiếp chưa? Cắt hết khoảng trắng này, xong đổi hết về chữ thường này, chữ nữa. Và chỗ này chúng ta yên tâm là tất cả cái tự đều về chữ thường rồi, đúng không? Nương nữa hết sạch rồi mà. Chỗ này mỗi từ chắc chắn chữ thường, muốn viết chữ hoa này thì dùng là to upper cộng lên thôi. Đấy, sau cái này chúng ta có được cái di san là chứa chữ viết hoa của mỗi từ, nhưng lại thừa mất cái dấu cách ở cuối này. Chính vì thế mà lúc thi tương kết quả chúng ta phải cắt cái khoảng trắng ở cuối đi bằng cách dùng chim men. Đấy, cái viết xong chưa? Chắc tắm rồi ra.
cái phần chuẩn hóa này chúng ta để bên cái bên nút nhập cán bộ nhé. Các em phải gọi hàm này chuẩn hơn. Hoặc thông thường chúng ta có thể đã viết nớt rồi ấy. Những cái nào hay dùng các em phải tạo một cái nớt riêng. Đây, các em tạo một cái nớt riêng này. Tạo một cái nớt riêng, cái nớt riêng nớt tiện ích chẳng hạn. Đó. Để chứa cái nớt chuẩn hóa hay vân vân các phương thức tại mình hay dùng chung ấy. Và cái nớt này các em để public nhé. Cái chuẩn hóa mình dùng chung phải dùng trong một cái lớp cụ thể thì nó làm chung mà. Đây, và phần này để public này, public phải thêm cái static này vào. Đấy, cái static này là nó gọi là cái gì cái thế, nhưng nó là thuộc cái loại gì, cách thức truy cập, phạm vi truy cập hay là cái gì, tên gì ạ? Thông qua tên lớp, còn là cách thức truy cập đúng không? Đây là phạm vi truy cập này, sau này cách thức truy cập này, kiểu trả về này, tên phương thức này, đúng không? Thì đây là static. Và static này có đặc điểm gì nhỉ? Ui, không có khởi tạo. Không cần khởi tạo đối tượng, chỉ cần gọi là được, đúng không? Đấy. Và nói chung cho một cái, thông thường chúng ta dùng static khi nào nhỉ? Để khác gọi đến là mình không phải khởi tạo đối tượng mới. Nói chung chung, giống kiểu là cái điện thoại công cộng ấy. Nếu mà công cộng mà bác có thể không hỏi ý kiến cho từng người rất là khó đúng không? Công cộng thì cần đặt một chỗ thôi, đang ai vào được. Cái static nó chung như thế. Nhưng có những cái, chẳng hạn điện thoại cá nhân, có những thông tin, những tin nhắn, những cái gì quan trọng thì không để ai xem được, mà chúng ta phải bỏ cái static đi, để nó từng đối tượng một cái khác nhau. Như giờ này cái phần chuẩn hóa thì nó là dùng chung cho các nước, các em để điền nước tiện ích này. Đấy, và sau đó cái bên chỗ cán bộ nhập này, cái mã sao của cái tên ấy thì các em phải nhốt vào cái nớt tiện ích này chấm chuẩn hóa chuỗi này, thấy chưa? Bên trong truyền vào người ta nhập cái chuỗi này, hoặc là có thể viết cho dễ nhìn nhá. Đây là cái file tên gỗ nhập sau này, chúng ta lại đoán bằng tên cán bộ này, đoán bằng nớt tiện ích này, tên lớp này, ta tích ta chỉ gọi không qua tên lớp thôi, sau đó chấm tên phương thức này, truyền tham số là chuỗi đầu vào chính là tên cán bộ. Đấy, tương tự phần địa chỉ các em thể chuẩn hóa như thế, địa chỉ này bằng nớt tiện ích này chấm chuẩn hóa chuỗi địa chỉ, địa chỉ có hay viết chuẩn hóa thật đẹp, xã phường viết khoa cho cái đầu tiên đấy, đấy thì cần gọi đúng không? Và khi chuẩn hóa như thế được thì chắc chắn là cái chương trình chính này chúng ta có các họ tên đều là chuẩn hóa thì không lo nữa. Đấy, bây giờ chuyển về phần so sánh này. Trời ơi, gọi thông qua tên lớp này, tên lớp tiện ích này, chấm tên phương thức truyền tham số. Đấy, lớp tiện ích là mình tạo một tờ nát mới này, có mỗi chuẩn hóa chuỗi thôi, để public static nhá. Bây giờ quay phần này. Phần này chúng ta phải viết một cái phương thức này để so sánh, truyền vào hai cái họ tên này và trả về từng cái khác nhau đúng không? Hai chuỗi lớn hơn nhỏ hơn, viết cái này đơn giản thì cho thấy một cái thôi, chúng ta viết một cái riêng. Từ trước hãy làm cho mấy phương thức đó, từ trước em làm cho mấy phương thức nhiều. Đây chúng ta phải so sánh hai chuỗi nhá, một phát lên này, full này, học và lại vẽ được static này, static thường thường dùng lên bóc lên static này, bool này, dụ là so sánh này, đánh tên, truyền vào hai cái chuỗi, một cái là tên một này, tên một này, thấy hai tên với nhau thôi mà, tên tên hai này, đấy. Trong cái này chúng ta sẽ tách từng tên ra. Đây, tên một, tên hai, ví dụ giả sử là Nguyễn Văn Nam này, so sánh đấy, và Trần Văn Tốt này. Yêu cầu của mình phải tách từng cái so sánh với nhau, Nam Tốt so sánh với nhau. Đấy, nếu bằng nhau chúng ta so sánh đến họ, họ nhau sánh tên đệm đúng không? Đấy, đầu tiên là chúng ta sẽ lấy từng cái một,
Các em viết một cái hàm là lấy tên riêng này, lấy họ riêng này. Cho một cái mảng đi. Các em khai báo một cái mảng xuống nữa này. Cho tay tên một này. Vì chuẩn hóa rồi chúng ta hoàn toàn tách theo cái gì được nhỉ? Dấu cách đúng không? Explanit này, dấu cách. Thì toàn bộ cái tên một này sẽ tách thành một cái mảng ở đây tên một này. Tương tự khai báo một cái chuỗi này. Cho tay tên 2 này. Tên 2 còn F và Nip. Thế còn cái dấu cách này nào? Để chúng ta sẽ chứa là 0 này bằng Nguyễn này, đến 1 này thì sẽ bằng cái Văn, 2 bằng Nam. Và sau đó chúng ta so sánh này, tức là so sánh tên. Đó. Nên tên này nếu như mà array tên 1 này, tên này là cái phần tử ở vị trí bao nhiêu các em? Thứ 2 nhưng tổng quát là bao nhiêu? L số 1 đúng không? Thì nên em phải lấy là nào? Này thôi nhỉ. Họ tên 1 đúng hơn. Họ tên 1 cái chuẩn. Thế là họ tên 1 với các họ là tên và tên đúng. Đó. Và chỗ này chúng ta lấy từng cái một, chủ nó kém khéo cái là sinh tên 1 này bằng ơ tay tên 1 này ở vị trí là cuối cùng là ơ tay tên 1 này chấm ngang trừ đi 1. Đấy, tương tự chúng ta sẽ có tên 2 này bằng ơ tay tên 2 này ở vị trí ơ tay tên 2 chấm ngang trừ 1 nơi phân tử cuối cùng đúng không? Có tên 1, tên 2 chúng ta sẽ so sánh đơn giản này thôi. Tên 1 này chấm compare to tên 2. Đấy, mà lớn hơn 0. Ừ. Đồng nghĩa việc đó là tên 1 lớn hơn 2. Nếu tên 1 lớn hơn tên 2 thì chúng ta sẽ kiểm tra là return true đúng không? Khá thay mình là true là 1 lớn hơn 2 này. Còn khi nào là false thì là 1 bằng 2 là không thể làm được. Chỉ khi nào bằng true với so sánh đúng không? Đấy. Đây là so sánh tên xong này. Và nếu như mà chúng ta so sánh là ít tên 1 này chấm compare to tên 2 bằng 0. Cái này tên 1 tên 2 đúng không? Thì các em thi tên phô nghĩa là tên 1 không lấy tên 2. Nên mình ngầm hiểu là cái so sánh tên này là sẽ trả về bằng true khi mà tên 1 lớn tên 2. Còn bằng hoặc nhỏ hơn thì sẽ để là bằng phô. Đấy. Trường hợp thứ nhất là lớn hơn return này, bằng cũng return rồi đúng không? Và qua hai cái return này chúng ta chắc chắn là tên 1. À quên. Trường hợp này là nếu mà tên 1 này nhỏ hơn tên nhỏ hơn 0 thì return phô. Còn cái trường hợp bằng ấy, khi tên bằng nhau chúng ta so sánh gì các em? Bằng tên chưa kết luận được phải tiếp tục là so khi bằng tên này. Khi tên giống nhau thì sai đến họ đúng không? Nhau thì so sánh họ, đấy chưa dùng được. Nếu họ này các em phải khai báo hai cái chuỗi đến họ. Họ này thì phần tử từ mấy các em? Nhất là mấy? Một à? Một à? Một hay không? Không đến rồi thứ hai. Không. Họ mà. Họ. Ừ, đến họ mà. Không họ đâu. Họ có tương tự ở phần trên này. Chúng ta so sánh if này, họ 1 này chấm compare to với họ 2 mà lớn hơn 0 đúng không? Đúng khi tuần true giống hệ với phần trên ấy. Nếu nhỏ hơn 0 này, if họ 1 này compare to này. Họ 2 này mà nhỏ hơn 0 thì return false. Được chưa? Và cuối cùng là khi hai cái bằng nhau thì so sánh tên đệ này. Các em chú ý cái dấu bằng ở phần trên nhé, vì mặc định dấu bằng là ta chạy trường hợp tiếp theo rồi.
Đây, lớn không này bằng chu này, còn nhỏ hơn không bằng phô này. Còn trường hợp mà khi bằng không, ta so sánh tên đệm ở giữa đúng không? Tên giữa này, trường hợp đầu tiên là đơn giản là tên đệm này nó sẽ chạy là từ đây thì có một tên đệm ở giữa là ở đây 1 đúng không? Còn tổng quát là các em phải làm theo vòng là for chạy từ 2 cho đến n-1 à n-2 đấy, n-2 để có cái đấy. Tên đệm này từ ở tay ở vị trí thứ 2 này cho tới n-2 1 chứ nhỉ? 1 đến n-2 từ 1, 0 là cái đầu tiên này. Từ 1 đến n-2 n là độ dài của cái chuỗi này. Trường hợp đơn giản là tên này, họ tên có 3 từ thôi, chúng ta sẽ so sánh như thế. Ví dụ if là ơ tay tên 1 này ở vị trí 1 này chấm compare to với ơ tay tên 2 ở vị trí 1 mà lớn hơn 0 thì ra đi tên chu này, nhỏ hơn 0 thì đi tên, nhỏ hơn bằng 0 thì đi tên phô đúng không? Đấy, đến đây các em hiểu chưa? Và tổng quát phải là chạy cho phòng nạp cơ. Ở đây dừng đây, sẽ ở nhà các em làm tiếp, phát triển cho nó chuẩn một chút. Đây là ba từ không? Các em cần dựng phòng nạp thôi mà. So sánh về sau, các em lấy từng từ ra so sánh. Thằng nào hết đến bằng nhau, thằng nào hết trước, thằng ấy thua. Rồi. Viết xong cái hàm so sánh tên này, thì chuyển về cái chỗ so sánh đây. Chúng ta so sánh cái này nữa. Đây. Không so sánh kiểu ở đây cán bộ ở vị trí tên compare nữa, mà phải dùng hàm if so sánh này. If là so sánh họ tên này ở cái ơ tay cán bộ này y này chấm tên cán bộ này với cái họ tên thứ hai chính là ơ tay cán bộ với thứ g này chấm tên cán bộ đấy và bằng chu đúng không, bằng chu thì thay đổi chỗ. Anh chạy thử nhé, cho 3 cán bộ thôi. Lúc 1 này Nguyễn Văn A này, địa chỉ là Nguyên này, ngày sinh 1 tháng 1 này, này cán bộ thứ 2 là Nguyễn Văn Anh này, cán bộ thứ 3 là Nguyễn Thị chấm chấm này, chấm chấm đứng trước chữ A không các em? Nguyễn Thị A đi. Tên là tên, tên là tên. Nó hợp xếp là Nguyễn Văn A này, xong Nguyễn Thị A này, Nguyễn Văn Anh, cái này đúng chưa nhỉ? Đấy.